Hi, chào các bạn ha. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những cái bảo dưỡng xe cơ bản nhất dành cho xe công tây hay là những dòng xe Navon nói chung anh em ha. Cái clip bảo dưỡng thì mình đã làm khá nhiều rồi, nhưng một clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bảo dưỡng cơ bản thôi, dành cho những bạn mới mua xe, những bạn lần đầu mà sở hữu xe công tây á. Thì trước tiên á, cái bảo dưỡng đầu tiên thì như các bạn đã biết đó là thay nhớt. Nhớt của hãng Honda nó có hai loại, một loại là 100 hơn 100 nghìn, khoảng 110 nghìn đó, và một loại là 300 nghìn. Thì á, nó chất lượng nó sẽ khác nhau theo giá tiền. Thì nhớt loại 300 nghìn thì nó sẽ đặc hơn và nó sẽ đi được nhiều điều kiện hơn là xe nhớt loại 100 nghìn. Thì tùy vào điều kiện kinh tế của anh em có thể thay loại nhớt 100 nghìn cũng được ha. Thay loại 100 nghìn thì mình cái km mình thay nó sẽ ít hơn. Cái loại nhớt 100 nghìn đó thì thường mình khoảng đi khoảng 500 đến 1000 km là mình thay rồi. Nhưng còn loại nhớt 300 thì mình đi được 2500 3000 cây thì mình mới thay. Rồi cái bảo dưỡng thứ hai đó chính là sơn nhông dĩa đó anh em ạ. Sơn nhông dĩa thì nó sẽ rất là hao mòn, thì cái nào mòn thì mình thay thôi. Nhưng mà trong quá trình mình đi thì mình phải bảo dưỡng nó để mà mình kéo dài cái thời gian thay sơn dĩa nhất có thể, tại vì sơn dĩa của hãng bây giờ nó khá là đắt anh em ạ. Cho nên đó là khi mà anh em đi, tùy vào điều kiện anh em đi, thì với mình anh em đi tầm khoảng 1000 cây là mình vệ sinh một lần. Việc vệ sinh sơn dĩa thì ở ngoài tiệm nó khá phổ biến rồi anh em ạ. Thì bên mình cũng có là vệ sinh rửa xe bình thường 30.000 và rửa sơn dĩa thì 30.000 nữa. Anh em có thể tự rửa tại nhà, hoặc là nếu anh em không có điều kiện ở nhà thì ra tiệm rửa thôi. Và dưỡng sơn á, thì mình sẽ chia sẻ với anh em loại dưỡng sơn cơ bản nhất. Đó là ở ngoài hãng Honda có bán luôn, đó là một chai dưỡng sơn, một chai xịt bôi trơn sơn xe máy. Thì nó giá khoảng 120.000 đó anh em ạ. Anh em vào hãng mua luôn, vì mình đánh giá loại đó khá là tốt ha. Mình xịt, mình đi về quê, mình đi mấy chuyến tour, mình xài loại bôi trơn của hãng, mình thấy rất là ok. Nên là mình vote, anh em có thể mua loại đó xài cho nó dễ ha. Còn hãng là có ngay à. Cái bảo dưỡng tiếp theo muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về nước mát ha. Thì nước mát này thì mình đi cũng khá là lâu, mình mới cần phải thêm vào. Thì cái cách kiểm tra nước mát đó thì nó đơn giản đó anh em. Thì nó ở phần họng bên xe nó có một cái két nước phụ, thì anh em xem cái dung tích trong két nước phụ đó. Nếu mà nó dưới trung bình thì mình vào hãng mình châm vào thôi, nó cũng không có quá khó. Và cái tiếp theo nữa đó chính là lọc gió anh em ạ. Thì lọc gió này tùy vào điều kiện anh em đi, thì với mình thì mình đi tầm khoảng 7 đến 10 nghìn đô là mình sẽ vệ sinh lọc gió, tại vì mình đang đi lọc gió Uma Racing rồi. Còn với những anh em mới thì anh em cứ thay lọc gió ha. Anh em đi khoảng tầm 5.000 đến 7.000 đó anh em tháo ra xem. Còn hãng thay lọc gió thì lọc gió zin của Honda giá nó khoảng cũng trăm ngoài nghìn anh em ạ. Nó không có quá chát đâu. Đặc biệt của dòng Winner Honda mình đó là nó không có lọc nhớt. Nó chỉ có một cái lưới lọc cặn ở trong cái lốc máy của xe thôi, chứ nó không có lọc nhớt giống như là xe Exciter. Cho nên mình không có cần phải định kỳ mình thay lọc nhớt như là dòng S. Tiếp theo thì cái bảo dưỡng tiếp theo nó hơi chuyên sâu hơn rồi đó anh em ạ. Đó chính là vệ sinh họng xăng chuyên phun và lọc xăng. Thì cái bảo dưỡng chuyên sâu này khi mà anh em đi tầm ô đô tầm 40-50 nghìn thì anh em vệ sinh lần cũng được. Tại vì cái đấy là vệ sinh này anh em phải ra thợ nè, hoặc là vào hãng cũng được. Rồi thay cái lọc xăng mới trong bình xăng của mình á. Thì video này chiếu mình chia sẻ với các bạn những cái bảo dưỡng cơ bản, những cái mà các bạn mà một số bạn không biết á. Còn về những cái bảo dưỡng như là phanh dĩa này kia thì các bạn tự lưu ý vấn đề nhé nha.